có muốn lấy anh không, quyết định mau để anh khói lòng bông cưới em về, để thương em sáng đêm khói cần phải lo. Lấy anh xong đời em sẽ ấm no, bởi vì anh có nhà hơi to nên chẳng lo chết đói đâu em. Nói đi em nếu em yêu thương anh, ta ở nơi không khí trong lành, chú cừu non và thảo nguyên xanh, chuyện tình ta sẽ thật xanh ngát xanh nếu như mà hôm nay em yêu anh. Nếu như em đã yêu thì mau mau cưới anh đi, rồi sớm mai ta có con đặt cho thằng cu tinh tí. Ok, hello Manny, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Linh. Thì tính hôm qua là tính tôi đến quay cái demo đám cưới trước, nhưng mà hôm qua đu bu quá anh em, cho nên hôm nay tôi tính là cái việc là tôi sẽ đi rước dâu, rồi tôi sẽ quay cho anh em cùng coi luôn. Hiện tại là tôi đang đi bộ ra xe anh em à. Từ từ chỉnh lại camera cho nó đẹp cái đã. Nhưng mà tối qua giờ không ngủ được tiếng nào luôn anh em à, nhắm mắt ngủ được 1 tiếng 2 tiếng anh em à. Nhưng mà sáng nay dậy thì kiểu như là nó háo hức á mọi người, cho nên tối qua ngủ không được một phần, với lại mình vui trong lòng á, cho nên lúc nào sáng dậy mặc dù là khá là buồn ngủ nhưng mà cái năng lượng ở trong mình nó nhân 2 nhân 3 luôn á anh em. Nói chung là khá là hồi hộp anh em à. Bây giờ tôi nói tùm lum tùm ra đó anh em. Sau 2 năm thì giờ tôi đã dụ được bà Xuân Mignon lên xe hoa rồi anh em à. À, hôm nay có sự góp mặt của mấy anh em khá là thân của tôi, tại vì thiệt sự là nhiều anh em sẽ hỏi là sao mà Linh không có làm dàn mô tô rước dâu. Làm dàn mô tô rước dâu thì tại vì thực sự là nguyên một team gần 20 xe mà giờ bán hết 17 xe rồi anh em, thì chắc chắn là sẽ không có mô tô rước dâu rồi. Thì thôi vậy tôi cũng bỏ qua cái bước đó anh em, tại vì nhà tôi trong hẻm anh em à. Nếu mà anh em cứ tưởng tượng mà chạy nguyên một dàn mô tô từ trong hẻm á, đầu hẻm nó ồn lắm anh em. Cho nên thôi tôi đi xe hơi vậy đó khỏe anh em à, không có làm bằng mô tô rước dâu. Và một phần là không có mô tô nữa anh em, xe Linh cũng bán và xe mấy anh em cũng bán hết rồi, cho nên không còn đi rước dâu bằng mô tô được nữa. Hết nè, ngửi nè anh em. Đây hôm nay em ruột của tôi chạy xô từ Bến Tre lên chụp hình cho anh ruột, lại quay phim cho anh ruột. Tại nó có hiểm luôn hả? Chấp hành luật giao thông dữ ta. Chạy tôi cho nó lẹ hả? Hôm nay ngửi sẽ quay phim cho tôi anh em. Cái này là bút thêm nha à, anh em nào mà có muốn quay phim đám cưới, chụp hình đám cưới ở miền Tây hay là với Ngữ. Thì anh em nào mà có muốn chụp hình cưới đẹp hay là quay phim đám cưới miền Tây hay Sài Gòn cũng được, thì có thể liên hệ với Ngữ nha. Nói chung là từ một thằng YouTuber mà qua chụp hình cưới luôn, anh em hiểu rồi đó. Cái nghề YouTuber nó hết ăn rồi anh em. Ngữ chạy H2 mà phải đi chụp hình cưới nè anh em. Ok, từ từ. Ok. Alo. Anh em thông cảm, nãy giờ thì tôi cứ quay mà tại vì mấy mọi người quay phim á thì tôi phải cất cái camera vô anh em à. Ok, trong lúc đi rước dâu sẽ tranh thủ ngồi chơi game Kwin để kiếm tiền đổ xăng nha mọi người đi. Đang có chuyện sự kiện hấp. Cho 5 cây à? Ừ, gần mà. Đợt trước tôi về tôi rước dâu cho Ngữ anh em. Lần này thì Ngữ cảm ơn anh ruột bằng một slot quay phim miễn phí mấy ní à. Được cái anh em thương, cái này anh em thương. Nó chạy xô Bến Tre lên đó anh em. Đây. Thì tôi cũng không làm rầm rộ lắm anh em. Đây sẽ là con xe rước dâu của tôi ngày hôm nay. Và sẵn tiện chia sẻ luôn, anh em nào cũng muốn có một con xe cute đó mà rước dâu cho ngày trọng đại thì liên hệ tới anh em ruột của tôi. Đây. Ok. Chúc gì chứ, đám cưới nên nói gì thôi hả? Chúc gì đi chứ. Chúc anh là trong năm hạnh phúc. Xin thêm ba đứa nữa. Ra đường gái. Ra đường gái đúng rồi, cảm ơn. Em học đường gái ha. Cảm ơn em, cảm ơn em, cảm ơn. Trợ lý của Tiến đúng không hả? Đồ ăn vậy này có trợ lý luôn á, ghê chứ. Không thằng lực. Ôi. Đây. Thì nói chung là anh em nào muốn có một cái xe cute để mà đón dâu trong ngày cưới thì có thể liên hệ Tiến. Giá hạt rẻ lắm anh em. Giá cực kỳ rẻ, không có mắc đâu. À, giá sinh viên limit hay là sinh viên IUH? Sinh viên limit à. Đây anh em. Bao nhiêu luôn. Đẹp mà, hồi nãy anh rồi anh còn khen xe là đẹp mà. Ai nộ quá, ông anh chạy đáp chung với tôi. À thiệt, tôi có mấy ông anh khá là thương tôi anh em. Anh Hùng này tính là tôi phải gặp một năm sau, vì một năm mà tôi mới gặp ấy. Đúng không? Từ lúc em nghỉ chạy đáp sân bay tới bây giờ.
Nhưng mà lúc nào mà tôi cần thì anh Hùng cũng giúp đỡ tôi hết mình hết anh em. À, mày yêu anh Hùng, cảm ơn. Rồi xong rồi. Có tiền tỷ đâu. Chứ còn gì nữa thì mùa này kiếm tiền tỷ chứ còn gì nữa. Bây giờ một ngày người ta bút 10 lần nước hoa thôi là một tháng nữa 300 cuốc rồi. Trời ơi, đi xe hoa như đi đẻ. Xe hoa nó có một cái là ngày đẹp với là ngày xấu nữa. Ngày đẹp thì sẽ lắc xô nhưng mà giống như đi ở Linh này kia nó chỉ được một xô nó không được hai xô. À kiểu như đi hết tàu buổi sáng rồi đúng không? Đúng rồi, hết buổi sáng rồi, người ta nhiều khi người ta cưới buổi sáng, buổi chiều luôn là. Nhưng mà tiếng chủ yếu là vẫn là đánh cái chuyện là anh em đi sự kiện. À. Đi xe sang đi VIP tour thôi. À. Chứ không có riêng xe hoa. Không chỉ riêng mệt nha anh em, muốn bất cứ xe VIP nào ở Sài Gòn thì có thể liên hệ với Hoàng Tiến. Đây. Bên mình có siêu xe Lamborghini, có Rolls Royce, có Bentley, có Maybach đồ hết luôn. Đầy đủ, ok. Nên là anh em cứ thoải mái. Nói chung là anh em cứ hết tiền đi rồi, hết tiền với mình là mình hết mình nha anh em. Rồi đi rồi. Ca xe cho anh quay phim. Ca xe đi. Đó thì nãy tôi nói với anh em rồi, thì tôi nói thuê xe dâu giá hạt rẻ thôi anh em. Giá hạt rẻ sinh viên. Đối với chị mẹ thôi nha anh em. Còn nếu mà anh em nào muốn những con siêu xe hay là bất cứ con xe nào mà nó sinh viên thì mất. Anh em nào mà muốn những con xe nào nó đẳng cấp hơn nữa như Porsche, Lambo hay là Ferrari hay là Rolls Royce này kia thì giá cũng là sinh viên anh em. Nhưng mà sinh viên có đại học Harvard nha mọi người. Không phải đi. Chứ không phải là sinh viên có remix nữa mà này, lần này là giá sinh viên có đại học Harvard nha anh em. Đây phía trước là YouTuber ngữ. Catherine Ninja H2 ngữ. Ra ô tô luôn. Từ làm YouTuber mà giờ chuyển sang làm quay phim đám cưới luôn rồi, hiểu rồi đó anh em. Cuộc sống khó khăn. Cái nghề YouTuber giờ hết ăn rồi anh em à. Ủa, nó đi theo cái nghề lâu chưa ta? Nó làm mê ngành này được năm mấy rồi đó Tiến. Tính là ngày xưa nó mua cái Canon này để nó quay phục vụ cho cái việc làm YouTube của nó anh em. Xong rồi nó quay mấy clip với con H2 xong rồi tự nhiên sao nó giờ nó cầm con H2 này, nó cầm con này nó lại đi ước dâu luôn. Đúng rồi, đi ra đường đó xong rồi quẹo phải. Khá là hồi hộp anh em, bây giờ tôi qua nhà vợ tôi, qua khách sạn anh em à. Ok, xuống anh em. Đây, đây là khách sạn mà tôi thuê cho vợ tôi anh em à, gần cái chỗ mà phòng trọ tôi với vợ tôi luôn mấy đấy. Đây anh em tôi. Còn á, đây dịch vụ nước hoa còn cho xịn tốt hơn nước hoa nữa anh em. Mới mua chai 200ml xịt cho tắm luôn. Ok, cảm ơn em. Đây khách sạn mà tôi thuê cho vợ tôi anh em, là full khách sạn luôn anh em. 2 ngày thứ bảy chủ nhật anh em à. xin phép chứ. Cậu ruột tôi anh em, còn đây là mợ ruột tôi và cậu tôi. Đây là lần đầu tiên mà tôi cho cả gia đình tôi lên sóng luôn á mấy đấy. Đây tôi xuống đây tôi quay. Đây là dượng bốn tôi. Má, anh ta tôi. Ông 6, 36 tôi. À em cầm quay giùm anh đi. Chị hai và anh rể tôi anh em à. Còn này là ông 6, 36 ở trên Bình Thạnh xuống nhìn tôi đi họ nhìn tôi. Tôi gọi đi họ đúng không? Đúng rồi, đi họ. Sơn môi nhìn tụi em téo vậy. Mày phải sơn môi chứ, không để môi tái chanh kỳ lắm. Ủa, mắc mớ thôi sao có thêm cameraman nữa đây nữa. Cái còn sao nữa, cái này cho Kim luôn dịch vụ quay phim à. Tính ra là cách đây 2 năm về trước đó mà tôi còn chơi mô tô á, là Tiến lúc nào cũng phải quay phim cho tôi và Toàn. Bây giờ nó chơi xe hơi thì tôi chơi 350i anh em. Vô, đi anh cầm. Rồi vô. Cầm vô, em đi theo luôn anh. Quải vô trước anh. Tính là không ai chụp hình như tôi luôn á anh em. Người ta toàn chụp hình xe của con Tiến không à. Tiến ơi, chết rồi. Không ai chụp hình chung với chú Lễ, chụp hình chung với xe của mày không mà chết rồi. Kệ, nãy giờ đúng không? Nhiều lắm rồi đúng không? Không, giờ trở về nhà xong rồi, không rồi. À, tối ở nhà hàng. À, giờ về ngủ đi. Còn không, nếu mà mày có lòng tốt thì thôi mày ra quán cà phê, mày ngồi uống cà phê đi rồi đến chiều tối mày chở nó nhà hàng. Không, nó tốt quá đó. Tốt quá rồi đúng không? Tối qua giờ nó không ngủ anh em. Tối qua giờ nó đi rước dâu cho tôi mà nó không ngủ. Nôn để mình nôn cái đó cái đám cưới.
không đông lắm anh em đây tôi quay dễ quả gì tôi ai vậy chồng tôi sao hợp không hợp gì đâu con 2 tuổi rồi hợp gì nữa mấy bà cười. Ngày xưa làm gì nghe cái vụ này anh em, bây giờ mới nghe cái vụ này có con 2 tuổi rồi mới cưới mà điểm không điểm không Lucas chưa vậy luôn. Dạ. Hôm nay bình thường là Lucas sẽ ngủ với Xuân anh em mà, nhưng mà hôm nay Xuân phải trang điểm từ lúc 4 giờ sáng cho nên Lucas còn ngủ với tôi anh em, mà giờ con tôi ngủ chưa vậy. Harry coi chắc nó dậy rồi đó. Mẹ đang ăn chờ. Khó khó đại coi Lucas coi con không. Thế là cái tấm hình của các bạn. Không đi, giờ mình đang chụp hình đi. Đi đi ra chụp hình đi. Giờ mọi người đem anh hết đi. Đi ra chụp hình mọi người. Hello, anh em. Giờ tôi đón được vợ tôi về anh em, tính ra là 2 năm rồi vợ nha. 2 năm. Cảm giác hôm nay sao? Vui. Vui vậy thôi, không có hồi, không có rung, không có cảm thấy háo hức. Không ngủ từ tối qua tới giờ luôn á. Má sáng cũng về trễ mà giờ sờ lò thấy ghê không anh em. Thì nãy mấy cậu mấy chú tôi mới gọi là kêu xe hoa chạy chậm chậm thôi, xe hoa độ chạy nhanh quá. Này tôi sẽ quay cái dàn xe phía sau rồi. Thề con xe con tiếng đúng cu te luôn á. Thằng này giống như cái màu ngao ảo đúng không. Thì với anh em mà sau này cái cảm giác lúc này tôi không thể nào diễn tả được với anh em cả, nhưng mà sau này anh em đó mà chuẩn bị một cái đám cưới á, thì tôi đảm bảo anh em sẽ có mệt, có vui, có háo hức, có buồn chồn, có lo lắng, có nói chung là trong một cái đám cưới thì anh em sẽ tổng hợp tất cả cái cảm xúc từ đó đến giờ của anh em trong vỏn vẹn 1-2 ngày, anh em hiểu không? Cảm xúc nó lẫn lộn, nó tan xen nhau liên tục mà tới giây phút này thì chỉ còn chiều nay nữa thôi ngày mai vợ chồng tôi đi chơi rồi. Kết thúc tối nay nữa thôi, đãi anh em một chầu ăn nhậu với anh em một chầu linh tình nữa, ngày mai vợ chồng tôi lên xe đi chơi rồi anh em, không cần phải lo toan, không cần phải muộn phiền nhiều thứ nữa. Bán thấy ngữ không, má quay phim phi mà nó nhiệt tình ghê không anh em. Giữa đường luôn anh em, thấy ngữ rồi anh em quá. Nó chạy từ Bến Tre từ tối hôm từ rạng sáng nay lúc 1 giờ mấy, hồi tối hôm qua nó quay đám cưới ở bên dưới Bến Tre miền Tây xong rồi nó chạy lên đây, nó không ngủ luôn anh em, nó chạy khắp hai anh em, nó quay phim với tôi anh em, mà nó đây nó quay tôi phải quay lại với anh em. Hello, quay phim phi nha anh em. Anh Linh đám cưới đây em quay phi cho anh Linh. Hôm bữa tôi hỏi nó kêu anh Linh tao cưới là em quay chụp hình với quay phim mà em lấy 1 triệu. Tôi kêu mày có bị khùng không, mày làm nghề mà mày lấy như vậy là tiền đâu xài. Nó kêu rồi xong hôm nay nó kêu free luôn anh em. Đúng là thiếu gia có khác, sống giàu tình cảm. Có nghe cậu đó, thì nãy giờ tôi cũng phát cơm chó, tôi cũng hướng dẫn anh em khá là nhiều trong cái ngày trọng đại đó, sau này anh em không có bị bỡ ngỡ giống như tôi. Thì còn đợi gì nữa, anh em cho tôi với Xuân rồi chúc đi chứ. Hai năm trước khi tình vợ chồng tôi kịp bình cưới là anh em đã gửi lời chúc rồi, nhưng mà bây giờ tôi muốn anh em chúc lại một câu nữa, chúc bằng cả tấm lòng của anh em. Cảm ơn anh em đã thực sự ủng hộ tôi trong thời gian qua để tôi cưới được vợ tôi. Không có mấy ông ủng hộ thì làm gì tôi có tiền mà tôi cưới vợ tôi, đúng không? Nói đi cũng phải nói lại, cảm ơn anh em rất là nhiều. Nói chung là hai kênh YouTube không có nhờ động lực của anh em ủng hộ, không anh em subscribe thì tôi không thể nào mà làm được hai kênh YouTube tới bây giờ anh em à. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Để một chút nữa mày về tới nhà tôi quay cảnh rước dâu vô cho anh em cùng coi. Giờ chắc vợ chồng tôi nghỉ ngơi một xíu mới nấy. Đợi xíu anh em. Đây anh em, giờ mới tới đầu hẻm nhà tôi anh em ơi. Nhưng mà đây có thể là lần đầu tiên mà hai vợ chồng cưới nhau nhưng mà không được nhiều người chụp hình cho lắm. Là nãy tôi với vợ tôi mà vừa mới về phải nha em, vừa mới trao quả xong một cái là quay qua là không thấy họ hàng, không thấy bà con nói anh em, thì tất cả mọi người đều đứng bên cạnh xe của ông Tiến chụp hình. Hồi nãy tôi có quay cho mọi người cùng coi rồi, thì tôi đang sợ một hồi nữa mà vô đây mà hả, một kiểu như mọi người sẽ không vô hàng đứng, mọi người sẽ đua nhau chụp hình với xe của ông Tiến là nó sẽ rất là mất cười anh em, thề
mày phi mà nó quay từ bên kia về bên đây, từ bên đây về qua bên kia luôn, mà nó quay hết đàn đi luôn. Bởi vì anh có nhà hơi to nên chẳng lo cho. Tính ra mà tôi có 10 thằng em như ngữ chắc tôi khỏe lắm anh em. Thằng quay phim, thằng chụp hình đi, rồi thằng cho thuê xe, rồi thằng cho thuê đồ cưới này kia, tất cả đều phi hết thì khỏe, quá khỏe luôn anh em. Tới chỗ nó đánh xuống. Mà nếu như em không yêu thì anh xuống tóc đi tu là cái như đó, em cũng sợ. Đúng rồi, đầu anh phải. Để hồi quay đầu cho rồi chưa xuống. Đặng người ta không biết đường hoa đường cha đồ thứ má. Xuống anh em. Để hiện xuống bên này với anh. Xuống anh em ơi. Hours later. Đây đâu đó, đi đâu đó, ơi.